Xin chào bạn, mình là Nam Thành. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể chuyển đổi từ một hình ảnh sang một cái video như thế này ha. Mình sẽ bấm lên cho bạn xem. Đó, thì các bạn thấy ở đây thật ra chỉ là một cái bức ảnh thôi. Và khi nó chuyển cảm sang một cái bức ảnh khác thì ở đây nó cũng chỉ là một cái bức ảnh thôi ha. Đó, thì mình có thể lấy được rất là nhiều bức ảnh này ở trên những mạng xã hội như là Instagram hoặc là Pinterest. Đó, thì chúng ta có thể tạo ra được rất là nhiều video ha. Thì bây giờ mình sẽ nói là tại sao chúng ta nên sử dụng cái cách này. Thứ nhất là chúng ta có thể tận dụng được rất là nhiều nguồn có sẵn ở trên mạng xã hội. Ví dụ như thế này, mình tìm kiếm cái từ khóa là trích dẫn sách. Các bạn thấy có rất là nhiều trích dẫn hay. Và cái định dạng ở đây á, đa số là hình ảnh thôi, 99% là hình ảnh. Nếu như mà chúng ta biết cách để tải về những cái hình ảnh này và chúng ta chuyển nó thành video, thì bạn có thể hình dung ra là chúng ta sẽ tiếp cận với một cái lượng khán giả lớn như thế nào ha. Bởi vì mình thấy á, là đa số chúng ta ai cũng thích nghe những cái câu trích dẫn như thế này. Cho dù bạn là người Việt Nam, bạn là người Mỹ hay là bạn là người Hàn, các bạn cũng sẽ thích nghe những cái câu trích dẫn này ha. Và khán giả của bạn cũng thế. Vì vậy nếu như mà bạn biết cách tạo ra được những cái câu trích dẫn này á, thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời ha. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn nói sơ qua về những cái công cụ và những cái bước mà mình cần thực hiện để có thể tạo ra được những cái, có thể chuyển những cái bức ảnh này về trở thành một cái video ha. Rồi, đầu tiên á, mình sẽ cần đến những cái mạng xã hội. Một là Instagram hoặc là Pinterest, những cái mạng xã hội khác như Facebook cũng được. Nhưng mà mình thấy hai cái mạng xã hội này á, nó có hình ảnh, nó được thiết kế rất là đẹp ha. Đó, thì hai cái công cụ này. Cái công cụ tiếp theo mà chúng ta cần dùng đến á, là cái công cụ Image Assistant. Cái công cụ này á, dùng để tải ảnh hàng loạt. Tức là ở đây nè, các bạn thấy ở đây có rất là nhiều ảnh. Nếu như chúng ta tải thủ công từng ảnh một á, thì sẽ mất rất là nhiều công sức và thời gian. Cho nên chúng ta cần phải dùng đến phần mềm để tải. Và trong quá trình mà chúng ta tải á, thì khi mà chúng ta tải về á, thì nó sẽ có những cái tên rất là lộn xộn ha. Cho nên á, chúng ta cần đến một cái phần mềm có tên là Bulgynem để chúng ta đổi tên lại hàng loạt cho nó sắp xếp ngay ngắn ha, để chúng ta biết là những cái bức ảnh nào mà chúng ta đã làm rồi, những bức ảnh nào chưa. Và chúng ta cần đến một cái phần mềm, một cái công cụ online có tên là InVideo để chúng ta ghép nó lại và chúng ta chuyển những cái bức ảnh này thành video ha. Đó, thì đó là những cái công cụ mà chúng ta cần dùng đến. Rồi, giả sử như mình vào cái tài khoản Pinterest đi, mình sẽ tìm kiếm cái từ khóa ví dụ như là trích dẫn hay về cuộc sống. Ở trên đây bạn có thể tìm kiếm tiếng Anh, tiếng Việt gì cũng được hết nha các bạn. Ví dụ như thế này nha, mình tìm kiếm cái từ khóa là what. Đó, what about life, trích dẫn về cuộc sống, thì các bạn thấy có rất là nhiều hình ảnh nè. Đó, rồi mình sẽ tìm kiếm lại nha. Ví dụ như là trích dẫn phim đi ha. Mình sẽ tìm kiếm trích dẫn phim. Đó, thì có rất là nhiều cái trích dẫn phim cho bạn ha. Bạn có thể chuyển nó thành video. Nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ tìm kiếm trích dẫn về cuộc sống này. Đó, các bạn thấy có rất là nhiều đúng không? Bây giờ thậm chí là nó có gợi ý thêm ở đây nè các bạn. Các bạn có thể trích dẫn hay về cuộc sống bằng tiếng Anh. Hoặc là đôi khi á, nó sẽ hiện lên là trích dẫn hay của Thích Nhất Hạnh, của Nguyễn Nhật Ánh ha. Các bạn cứ gõ từ khóa là nó sẽ ra hết toàn bộ cho bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần đến một cái công cụ gọi là cái công cụ quét hình ảnh ha.
Chúng ta sẽ tải hình ảnh về hàng loạt. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái công cụ có tên là Image Assistant. Các bạn tìm kiếm từ khóa này cho mình nè. Image Assistant Batch Image Downloader. À, các bạn tìm kiếm từ khóa cho mình. Rồi sau đó các bạn bấm vô cái đường link này. Bấm vô cái đường link Google á, google.com. Rồi nó sẽ hiện ra như thế này nha. Rồi bình thường á, nó sẽ xuất hiện là cái mục thêm vào Chrome nha. Tại vì mình đã thêm rồi. Bây giờ mình sẽ thêm lại nè. Thêm vào Chrome. Đó, Add Extension. Thêm vào Chrome ha. Đó, nó đang trong quá trình tải về. Rồi bạn thấy cái ô màu đen đen ở đây nè. Bạn bấm vô. Và bạn thấy cái từ ER. Rồi bạn nhấn vô ở đây. Đó, thì nó có cái biểu tượng màu tím như thế này là được ha. Rồi bây giờ mình sẽ tải hình ảnh về hàng loạt này nha. Bằng cách á là mình sẽ đưa ra một cái khoảng trắng ha, khoảng trắng như thế này, và mình sẽ bấm chuột phải, mình bấm Image Assistant, đưa cái chuột vô đây, và mình sẽ chọn vô là Extract Current Page, là nó sẽ chiết xuất ở cái trang hiện tại á. Nó như vậy á là nó đang chiết xuất rất là nhiều cái hình ảnh trên cái trang mà mình vừa mới đấy ha. Đó, các bạn đợi một chút, rất là nhiều luôn ha. Đây là cái con số hình ảnh mà nó đang trong quá trình lấy được hay các bạn, rất là nhiều luôn. Mình giả sử như một cái video của bạn 3 bức hình đi, 3 bức hình, mỗi bức hình dài khoảng 10 giây, đúng không? Thì 3 bức hình là 30 giây rồi. Thì nếu như mà bạn lấy được 1000 cái bức hình đó, thì bạn đã có được nội dung để đăng trong suốt hơn 1 năm trời rồi ha. Rất là nhanh chóng luôn. Các bạn làm một ngày mà các bạn đăng 1 năm, điều đó rất là tuyệt vời ha. Cho nên các bạn hãy cố gắng xem hết cái video này đi. Mình đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ không bao giờ thiếu ý tưởng để các bạn đăng nội dung trên mạng xã hội đâu. Rồi, ở đây nó đã lấy được 310 hình rồi ha các bạn. Lý do mà nó chỉ lấy được 310 hình đó là bởi vì á, lúc nãy mình chưa có kéo xuống hết như thế này nè. Đó, các bạn thấy không? Mình chưa có kéo xuống hết. Tại vì á, cái định dạng của Pinterest á, là bạn phải kéo xuống thì nó mới hiện ảnh ra cho bạn. Và khi mà bạn kéo xuống như thế này nè, thì bạn mới dùng được cái công cụ này để cho nó quét nhiều ảnh cho bạn ha. Đó, vì vậy cho nên á, các bạn có thể sử dụng đến một cái công cụ scroll tự động, có nghĩa là tự động cuộn xuống á. Lúc nãy mình chưa giới thiệu cho bạn thì cái công cụ này nè các bạn. Cái công cụ này nha, các bạn tìm kiếm từ khóa này cho mình, Auto Scroll Chrome. Đó, mình sẽ bấm vô đây để mình tải cái công cụ này về. Và như mình nói á, rồi bây giờ mình sẽ bấm thêm vào Chrome nha, thêm vào Chrome nè, bấm Add Extension nè. Đó đã cài cho mình rồi. Mình lại bấm tiếp tục vô cái ô màu đen. Mình pin cái tiện ích này lại. Và mình thấy cái phần này, nghĩa là nó đã cài thành công rồi ha. Rồi bây giờ mình muốn cho nó tự động cuộn á, thì mình sẽ bấm vô cái bánh xe của con chuột nha các bạn. Bạn nào không có chuột thì bạn phải mua chuột. Tức là chuột điều khiển máy tính á, bạn bấm vô cái bánh xe thì nó sẽ xuất hiện cái ô này như thế này nè. Bạn chỉ cần đưa xuống như thế này thôi là nó tự động cuộn cho bạn ha. Mình làm lại cái khác nè. Ví dụ như mình tìm kiếm cái từ khóa là what. Đó, sau đó mình sẽ bấm vô cái bánh xe ở giữa nè, rồi sau đó mình sẽ đưa xuống nè. Đó, các bạn thấy không? Nó tự cuộn, chứ mình không có cuộn gì hết nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó tự cuộn không? Đó, thì nó sẽ tự cuộn cho bạn nha. Các bạn cứ để đó và nó sẽ tự cuộn cho bạn. Đó, các bạn thấy cực kỳ hay luôn ha. Nó cuộn như vậy á, là để nó load hình ảnh ra cho chúng ta. Và khi mà sử dụng cái công cụ này á, thì nó sẽ đót được nhiều
ảnh hơn. Đó các bạn thấy không? Cái bức ảnh bây giờ nó đã tăng lên nè, 1166 bức ảnh. Đó các bạn thấy ở đây rất là nhiều luôn ha các bạn. Đó các bạn đã hiểu lý do tại sao chúng ta sử dụng những cái công cụ này rồi, đúng không? Rồi bây giờ để tải được tất cả những cái bức ảnh này thì sao? Thì á, các bạn hãy chọn vô cái mục là Delete All cho mình. Delete All có nghĩa là chọn tất cả. Nếu như mà các bạn thấy á, cái mục xanh xanh như thế này nè, là nghĩa là nó đang chọn những cái bức ảnh này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vô cái mục là Download Deleted. Rồi chúng ta nhấn vô Continue để cho nó tải ảnh về ha. Đây các bạn đợi một chút thì nó sẽ tải ảnh về hàng loạt cho chúng ta luôn. Rồi như bạn thấy ha, ở đây nó đã tải về 10.525 hình ảnh ha, rất là nhiều luôn các bạn. Sau mình sẽ xem nè, mình sẽ vào một download nè, bạn sẽ thấy cái mục là Image Assistant nè, bạn bấm vào Pinterest cho mình, bấm tiếp vào Pinterest. Đó các bạn thấy không, số lượng ảnh tải về rất là nhiều luôn ha, thậm chí là có lúc nó đứng máy luôn, đứng máy luôn các bạn, tại vì rất là nhiều. Và các bạn cũng lưu ý đó là đối với Pinterest đó, nó sẽ có số thứ tự như thế này nha, nó đã đánh số sẵn cho chúng ta rồi, cho nên là chúng ta sẽ rất là dễ phân biệt. Vậy thì nếu như mà tải trên Pinterest đó thì chúng ta sẽ không cần dùng đến cái phần mềm rename tên ha các bạn. Nhưng mà đối với những cái trang khác á, ví dụ như là Instagram hoặc là Facebook á, thì hoặc là trên trang web á, thì có thể là nó sẽ cái tên của nó rất là lộn xộn ha. Cho nên á, các bạn có thể sử dụng cái phần mềm có tên là Bull Rename nha. Cái này các bạn xem ở trên đây nè. Đó, ví dụ như cái trang này đi. Đó, nó sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng nha. Cái này bạn xem thêm ở đây nha các bạn. Tức là khi mà mình sử dụng cái phần mềm này á, thì nó sẽ đổi tên ảnh như thế này cho mình nè. Ví dụ như là ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3. Đó thì bạn có thể lên mạng bạn tham khảo nha. Tại vì ở đây nó cũng hướng dẫn cụ thể chi tiết hết rồi, nên là mình cũng không cần phải nói thêm. Rồi bây giờ mình sẽ vào đây để mình xem ha. Thì các bạn thấy á, sẽ có một vài cái ảnh nó giống nhau đi các bạn. Ví dụ như 1018, 1019 này nè. Thực ra nó không có giống nhau về kích thước đâu, nó khác nhau về kích thước á. Cho nên là trong hai cái ảnh này bạn chọn ảnh nào cũng được. Đó, các bạn thấy không? Rồi, tiếp theo nè, chúng ta sẽ chuyển hình ảnh thành video. Cho nên là bạn cần đến cái phần mềm InVideo nha. Các bạn nào chưa có tài khoản này thì các bạn hãy truy cập đường link InVideo.design bên dưới để đăng ký tài khoản premium dùng thử trong 3 ngày. Nếu như các bạn thấy hay thì các bạn đăng ký mua giá rẻ từ mình. Rồi, bạn vào tài khoản thì nó sẽ có giao diện như thế này. Rồi các bạn hãy bấm vô cái phần là Template cho mình. Template là giao diện có sẵn á. Đó, thì bây giờ bạn hãy lựa chọn loại giao diện. Tức là nếu như mà các bạn chọn Landscape á, thì nó sẽ có tỷ lệ khung hình giống như YouTube. Để cho các bạn dễ hình dung á, thì các bạn hãy nhìn vô cái hình ở đây nè. Các bạn thấy hình chữ nhật nằm không? Thì chính là nó ha. Nó sẽ có cái định dạng giống như YouTube. Còn Square này là Facebook và Budget là TikTok ha. Rồi giả sử như mình muốn đăng lên TikTok đi thì mình sẽ chọn giao diện này. Rồi tiếp theo á, mình đang muốn làm về Word cho nên là mình sẽ tìm kiếm cái từ khóa là Word ở đây ha, Word hoặc là Word Video gì cũng được hết. Đó thì nó sẽ hiện ngay cho mình 97 cái kết quả như thế này nha các bạn. Đó thì mình sẽ đưa chuột vô để mình xem coi cái nó như thế nào nha. Thôi mình sẽ đổi lại thành cảnh của Facebook đi các bạn. Ví dụ như cái cảnh này ha. Rồi nó cũng là Word.
Đó, mình chọn lại vô cái này đi. Use template. Rồi, cái cảnh này á, nó kéo dài 10 giây nha các bạn. Đó thì mình sẽ bỏ nhạc đi ha, bằng cách là mình bấm vô nhạc nè, mình bỏ nhạc đi. Rồi tiếp theo á, mình sẽ bỏ cái hình đi, bỏ cái hình đi luôn ha. Đó, rồi tiếp theo nữa mình xem coi bỏ gì được nữa không. Bỏ cái chữ đi. Yes. Test này á, mình muốn bỏ test bot này á thì mình bấm vô cái ổ khóa nha cho nó mở khóa rồi mình mới xóa được. Rồi bỏ cái logo luôn đi đi. Rồi tiếp theo sẽ xem. Đó, như vậy tên tác giả nữa. Đây, xóa luôn đi ha. Mình chọn vô mình xóa luôn. Đó, xóa gần như là không còn gì để xóa hết. Đó, như vậy là khá ổn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhân mảng nó lên bằng cách là chúng ta đưa vô cái cảnh nè, chúng ta nhấn ba chấm và sau đó chúng ta nhấn duplicate. Đó, cái cảnh thứ hai rồi, bây giờ tới cảnh thứ ba chúng ta cũng làm như vậy, duplicate lên ha. Cái cảnh thứ ba cảnh thôi nha các bạn, tại vì cái video này cũng dài 30 giây rồi. 30 giây cho cái video ngắn cũng là ok lắm rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ upload hình ảnh lên. Rồi mình sẽ vào cái phần này, vào cái phần insert ở đây, mình sẽ tải cái câu trích dẫn lên ha. Ví dụ như mình thích cái câu trích dẫn, các bạn có thể làm theo số thứ tự nha các bạn, làm theo số thứ tự. Ví dụ như hình này và hình này đi, mình lấy ba hình thôi á để mình mô phạm cho các bạn. Rồi tại sao lúc nãy mình lại xóa hình ảnh và mình mới nhân bản? Tại vì khi xóa hình ảnh mình mới nhân bản thì nó cũng sẽ những tất cả những cái ảnh đó, nó tất cả những cái cảnh đó, nó sẽ có cái giao diện đơn giản như thế này và mình sẽ dễ chỉnh sửa hơn ha. Còn nếu như mà các bạn nhân bản ngay từ đầu á thì những cái thành phần nó vẫn còn lại và các bạn lại phải mất công xóa ha. Đó là lý do tại sao mà mình hoàn thiện cái cảnh đầu trước, sau đó mình mới nhân bản nha. Rồi ví dụ như ở cái cảnh số 1 này nè, mình sẽ bấm vô cái phần này để cho nó hiện cái nội dung. Đó, các bạn thấy cũng rất là ok rồi ha. Rồi tiếp theo á, mình sẽ kéo đến cái cảnh số 2 nè, mình sẽ bấm vô đây. Đó, rất là ok luôn. Rồi bây giờ đến cảnh số 3, mình sẽ đưa nó vào đây. Đó, cũng rất là ok luôn ha. Rồi rồi chúng ta sẽ thêm một vài thành phần không thể thiếu trong video watch nha các bạn. Thứ nhất á là nhạc nền đúng không? Nhạc nền thì thường là những bản nhạc rất là tâm trạng đúng không? Vậy thì chúng ta có thể chọn vô là sad, sad có nghĩa là nỗi buồn á các bạn, buồn. Sad này mới là nỗi buồn, sad ở đây là buồn ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe thử đoạn nhạc. Đó, buồn tê lương luôn. Và bây giờ mình nghe đoạn này và mình thấy hay á thì mình sẽ bấm vô cái dấu cộng ở đây nha. Các bạn không cần phải lo gì về vấn đề bản quyền nha các bạn. Tất cả những nhạc trên đây á các bạn đều có thể sử dụng được. Mình đã tạo ra hàng trăm hàng ngàn video rồi, không có vấn đề gì hết. Rồi ok, 50% nè.
Đó thôi thì chắc cái này mình để 100% luôn các bạn. Tại vì đa số người ta cũng nghe nhạc nhiều mà nó đâu có tiếng gì đâu. Nên rồi các bạn để ý, ở đây nó có một cái ô. Bây giờ mình sẽ bấm vô cái ô này để mình đã chọn cái hiệu ứng chuyển cảm nha. Hiệu ứng chuyển cảm nào nó cũng nên buồn buồn một tí các bạn, chứ đừng có sôi động quá, đừng có sinh động quá. Đó thôi mình chọn đại cái này đi. Và nếu như mà nó hỏi apply to all có nghĩa là áp dụng cho tất cả, tức là cái cảm này nè nó cũng có cái hiệu ứng này và cái cảm này nó cũng sẽ có hiệu ứng này. Nên là mình bạn muốn chỉnh sửa cho nhanh á thì bạn tốt nhất là nên apply to all ha. Đó rồi. Đó. Rồi bây giờ bạn có thể đặt tên cho cái dự án của mình. Ví dụ như ở đây mình sẽ đặt là Boss 1 ha. Đó rất là hay luôn. Rồi bây giờ mình đã có thể xuất bản được rồi các bạn. Bấm vô cái phần export nè. Bấm vô đây. Rồi, chúng ta sẽ chờ nó xuất bản ra ha. Khi nào mà nó render tới 100%, nghĩa là hoàn thành. Nếu như mà bạn bận quá, các bạn có thể tắt cái máy tính luôn, tắt tài khoản này luôn. Thì sau khi mà các bạn quay trở lại á, thì nó sẽ xuất bản xong video cho bạn ha. Cái này nó hay hơn ở trên máy tính như vậy đó các bạn. Nếu như các bạn render ở trên máy tính á, thì khi bạn tắt máy tính thì nó sẽ không có xuất bản hoàn chỉnh ha. Nó chỉ xuất bản được tới cái phần mà nó render thôi ha. Còn cái này nếu như mà bạn tắt tài khoản đi thì nó cũng sẽ render 100% cho bạn, rất là hay luôn. Và có một cái tính năng rất đặc biệt nữa là khi mà bạn xuất bản xong đó nha, bạn muốn nhân bản cái này này lên để cho nó thích hợp với tỷ lệ khung hình của những mạng xã hội khác, ví dụ như là YouTube hoặc là TikTok á, các bạn chỉ cần việc là auto resize, sau đó bạn chọn cái tỷ lệ khung hình. Như mình nói landscape là YouTube nè, que là Facebook và budget là TikTok ha. Đó. Đó, như các bạn thấy cái phần mềm này cực kỳ hay luôn ha. Vậy thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng cái phần mềm này để tạo ra những cái bức ảnh như thế này á, thì các bạn có thể chuyển từ hình ảnh sang video, thì các bạn có thể vào cái trang web của mình là invideo.design để các bạn đăng ký bản thử miễn phí trong 3 ngày. Các bạn thấy hay thì các bạn có thể mua tài khoản giá rẻ từ mình ha. Và như mình nói đó, là ở trong cái phần này nè có hàng ngàn bức ảnh luôn, một ngày các bạn có thể tạo ra hàng trăm cái video nhờ vào việc tận dụng những bức ảnh này ha. Rồi như vậy là xong rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên nhấn vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ mình ha.